Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe Java Sita, một mẫu xe mang thương hiệu Ý, được trang bị bộ chuyển động Sam X5. Bộ chuyển động Sam này cũng là một cái hãng sản xuất bộ chuyển động rất là nổi tiếng của Mỹ. Cũng giống như Shimano là của Nhật thì Sam này là của Mỹ. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm, màu sơn nguyên bản, xe rất là đẹp. Bộ chuyển động Sam X5. Phanh dầu, đan vít, sóc hơi. Mirror bi vòng. Lốp Michelin 26. Túi đĩa trục rỗng Blue Wheel. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 55 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64 đến 1m73-74 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị bộ líp 10 tầng, 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ. Xe thì rất là mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán bên em là 8,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để theo dõi được những chiếc xe khác của em lên kênh. Nếu các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.